Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng tung gọng kìm siết chặt, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rút hay bám? Bám cũng chẳng vẻ vang gì. Ông Phạm Bình Minh là một trong những hạt giống đỏ nổi tiếng tại Việt Nam. Cha của ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Về cuối sự nghiệp, ông Nguyễn Cơ Thạch đã trở thành người thất sủng đối với thế lực chính trị đứng đầu Đảng Cộng sản thời gian đó. Và có vẻ như hiện nay, ông Phạm Bình Minh đang dẫm lên vết xe đổ của cha mình. Ông Nguyễn Cơ Thạch là một người lừng lẫy. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là tương đương với Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Tức là chức vụ mà ông Phạm Bình Minh đã nắm ở nhiệm kỳ năm 2016-2021 là ngang bằng với chức vụ mà cha của ông đã từng được nắm trước đây. Đến hình ảnh ông Phạm Bình Minh sẽ là người thất sủng. Ngành ngoại giao là một ngành đòi hỏi phải có trình độ thực sự. Ông Nguyễn Cơ Thạch đảm nhận Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được xem như là ngôi sao sáng vì trình độ học vấn so với tầng lớp lãnh đạo phía trên của ông. Và ông Phạm Bình Minh hiện nay cũng không phải là ngôi sao sáng lắm, nhưng so với ông Tổng Trọng có tư tưởng cổ hủ quanh quẩn những mớ lý thuyết Marx và Lenin, xem giá trị thì xem như ông Phạm Bình Minh cũng có phần giống cha của mình, nghĩa là sự hiểu biết của ông nhiều hơn ông Tổng Trọng. Ông Nguyễn Cơ Thạch nắm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1980 cho đến tận năm 1991, trong lúc đất nước có nhiều biến động. Năm 1990, dưới thời ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư, ông Đỗ Mười là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ trưởng, Thủ tướng, thì hai ông này đã đưa đất nước trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc bằng hội nghị Thành Đô vào năm 1990. Ông Nguyễn Cơ Thạch đã bị loại vì ông chống đường lối ngoại giao thân tàu. Thực tế, ông Nguyễn Cơ Thạch bị thất sủng trong vẻ vang. Tuy nhiên, ngày nay ông Phạm Bình Minh đang là con người thất sủng, mà thất sủng dính vào tội tham ô của Cục Lãnh sự do ông quản lý. Thật nhục nhã cho một ông Phó Thủ tướng thường trực hiện nay. Có thể nói, vụ Cục Lãnh sự thực hiện hành động lùa gà trục lợi trên xương máu đồng bào bị mắc kẹt ở nước ngoài giữa đại dịch Covid-19 là hành động đáng xấu hổ vô cùng. Việc ông Tổng đang muốn kỷ luật ông Phạm Bình Minh là thích đáng, không ai thương tiếc cho một ông Phó Thủ tướng thường trực không quản lý nổi những ban bệ trong phạm vi trách nhiệm của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Cơ Thạch từng là người thất sủng, nhưng thất sủng để lại tiếng thơm. Hiện nay ông Phạm Bình Minh bị hai sức ép. Cả hai người bị ông Trọng kỷ luật lần này đều là những người thân cận của ông trước đây và thân cận của ông hiện nay. Ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, là cấp phó của ông Phạm Bình Minh, thời ông làm Bộ trưởng. Còn ông Nguyễn Quang Linh là trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực, Chính phủ, là người thân cận của ông Phạm Bình Minh hiện nay. Cả hai ông này đều là thuộc hạ của ông Phạm Bình Minh. Cả thuộc hạ và lúc làm Bộ trưởng, thuộc hạ lúc làm Phó Thủ tướng Thường trực thì đều dính chàm, thì ông Phạm Bình Minh trong sạch sao được. Có thể nói, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho kỷ luật hai nhân vật này như là hai gọng kìm ông Tổng đang siết chặt vào chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũ và hiện nay là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Xem ra, cơ hội ngồi lại chiếc ghế của ông Phạm Bình Minh đang trở nên ngày một mong manh. Có thể nói, cả ông Phạm Bình Minh và cha của ông là cựu Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đều là những người thất sủng. Nhưng khác nhau, một người thất sủng để lại tiếng thơm, một người thất sủng để lại vết nhơ. Không biết ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rút hay sẽ bám. Nếu bám thì có lẽ ông chỉ tìm kiếm lợi ích kinh tế chứ chẳng vẻ vang gì, bởi để cho cấp dưới trục lợi trên đầu trên cổ người dân đang mắc kẹt vì đại dịch cho thấy là một vết nhơ rất khó rửa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang tung hai gọng kìm vào chiếc ghế của ông Phạm Bình Minh nắm giữ. Trong Đảng Cộng sản, ai cũng tham quyền, cố vị và thiếu tự trọng. Tham quyền đến mức mở mắt, đến mức bất chấp tất cả, thậm chí coi quyền lực còn hơn cả tính mạng. Có lẽ ông Phạm Bình Minh cũng không ngoại lệ. Ông cố bám quyền lực, dù cho bám thì cũng chẳng vẻ vang gì hơn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phúc Chủ tịch bị xem thường như phó thường dân, ai đã sỉ nhục ông? Lâu nay, hãng Vietnam Airlines là hãng hàng không được chỉ định thực hiện các chuyến bay công vụ cho các nguyên thủ quốc gia. Ở các nước giàu có, họ có chuyên cơ dành riêng cho nguyên thủ,
nhưng nước nghèo như Việt Nam thì máy bay có thể được trưng dụng làm chuyến bay chuyên cơ cho nguyên thủ khi cần thiết. Và xưa nay không có tiền lệ nguyên thủ quốc gia đi nước ngoài bằng máy bay thương mại. Một nguyên thủ đi công tác nước ngoài bằng chuyên cơ, nó nói lên bộ mặt của quốc gia đấy. Việc ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã đi sang dự đám tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe bằng máy bay thương mại là điều hết sức bất thường. Việc này xem như Bộ Chính trị đang xem thường ông Chủ tịch nước một cách quá mức. Đồng thời, bay thương mại là bay chung với thường dân, liệu có đảm bảo an toàn cho ông Chủ tịch nước hay không? Đó là một câu hỏi đang được đặt ra. Nhiều cơ quan chức năng cũng yêu cầu phải giải thích điều này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Với dân số hàng trăm triệu người dân, thì những chuyến chuyên cơ khi đi công tác nước ngoài cho các nguyên thủ là điều hiển nhiên. Và hàng triệu thường dân đã bay chuyến bay thương mại, và việc ông Nguyễn Xuân Phúc phải bay chuyến bay thương mại như vậy có khác nào bị xem như phó thường dân. Dù đó là Chủ tịch nước có biểu tượng không có thực quyền, thì ông cũng cần được tôn trọng chứ không phải bị xem thường như thế. Cách hành xử của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Chủ tịch nước giống như họ đối đãi với những người bị thất sủng của chế độ. Ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây hay ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay vẫn là ông. Thế nhưng khi làm Thủ tướng được Đảng bố trí chuyên cơ, nay trước thềm Hội nghị Trung ương 6, ông lại đi thăm viếng cấp cao nhà nước bằng chuyến bay thương mại chung với hành khách khác. Vào ngày 25 tháng 9, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường tới thủ đô Tokyo của Nhật Bản trên một chuyến bay thương mại. Ông thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe. Đi với ông, Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước đã rời sân bay quốc tế Nội Bài trên một chuyến bay thương mại lên đường sang Nhật Bản dự lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe tại thủ đô Tokyo từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2022. Đây là hình ảnh hai nhân vật đang muốn thay thế ông Chủ tịch nước. Tháp tùng ông Nguyễn Xuân Phúc có các ủy viên Trung ương Đảng như Lê Khánh Hải, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vũ Hải Hà, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Tham gia đoàn còn có các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Nguyễn Văn Hồi và trợ lý Chủ tịch nước Bùi Huy Hùng. Nói chung, lực lượng khá hùng hậu. Những ngày gần Hội nghị Trung ương lần thứ 6, người ta đang đặt dấu hỏi to tướng về sinh mệnh chính trị của ông Chủ tịch nước. Và đây là chuyến đi thăm đám tang, nhưng lực lượng lại hùng hậu, làm cho nhiều người đặt câu hỏi. Do công việc tang lễ, nên phía Nhật cũng rất khó tính đến chuyện làm ăn hay ký kết gì với Việt Nam trong những ngày này. Nhiều người cho rằng rất nhiều người trong đoàn công tác của ông Chủ tịch nước sang Nhật không biết để làm vai trò gì. Và lại chỉ cần một người đứng đầu nhà nước đi cùng viếng, hay cùng lắm là ông Chủ tịch nước đi cùng đoàn tùy tùng thuộc văn phòng Chủ tịch nước đi theo là được. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước đang bị xem thường như là phó thường dân vậy. Không biết ông Tổng có tác động gì vào chuyến đi này hay không, và ai mới có thể làm cho một ông Chủ tịch nước bị đối xử như phó thường dân như vậy? Và ai mới là người có động cơ mạnh nhất làm cho ông Chủ tịch nước phải mất mặt đến như thế? Có lẽ người đó phải là người có quyền lực rất lớn, lớn hơn cả ông Chủ tịch nước hiện nay. Theo một số thông tin chia sẻ, thì những ngày gần đây ông Chủ tịch nước bị quản thúc. Chuyến bay ra nước ngoài ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mục đích là xua tan tin đồn, nhưng rồi lại tạo cho người dân sự nghi ngờ khác nữa. Đó là sự nghi ngờ gì? Mời các bạn xem bản tin lần sau của Thời báo.de thì sẽ rõ điều này.